Vào đúng 0 giờ sáng nay, thành phố Hà Nội đã chính thức kết thúc cách ly 28 ngày đối với thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín do có trường hợp mắc bệnh COVID-19 và đây cũng là ổ dịch COVID-19 cuối cùng tại thủ đô Hà Nội. Đúng 0 giờ ngày 14 tháng 5 năm 2020, cả thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến chính thức kết thúc lệnh cách ly. Đây là thời khắc người dân đã chờ đợi suốt 28 ngày qua. Từ hôm nay, người dân nơi đây đã có thể sinh hoạt bình thường và tiếp tục công việc hàng ngày của mình. Mà dỡ phong tỏa thì dân chúng tôi rất là vui sướng. Từng ngày từng giờ. Để dân đi lại cho nó đỡ bất tiện. Vì cái bệnh COVID này toàn nước rồi, chứ không phải riêng chỉ cá nhân mình. Nên mình phải chấp hành nghiêm chỉnh để trong cái thời gian 28 ngày để cho nó chiến thắng cái bệnh dịch COVID này. Thay mặt cho bà con thôn Đồng Cứu xin cảm ơn tất cả các ban ngành và các cá nhân, các đoàn thể, các cá nhân đã ủng hộ cho tiếp tế cho chúng tôi để chúng tôi có động lực để chiến thắng dịch COVID này. Trước đó, từ ngày 15 tháng 4, Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín đã khoanh vùng, cách ly toàn bộ khu vực thôn Đông Cứu để xử lý ổ dịch sau khi phát hiện bệnh nhân số 266 dương tính với COVID-19. Và sau 28 ngày cách ly, tất cả người dân khu vực này đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, thôn Đông Cứu là ổ dịch COVID-19 cuối cùng tại Hà Nội được dỡ bỏ lệnh cách ly. Với việc dỡ bỏ này, Hà Nội hiện không còn ổ dịch nào liên quan đến COVID-19.